Nghe chưa? Nghe rồi bác. Rồi bây giờ phải sử dụng lại cái iPhone thì nó mới ngon, còn cái iPad thì gắn vô sao ra tiếng nó vang vang, mà ta mới mới tập tành sử dụng thôi, có nhiều quá không biết được nào mà bò. Ok, con có hỏi gì nữa không? Mà nãy giờ tao ngồi với tao nghe thì tao thấy tụi này nó còn nhiều cái chuyện mà mình thấy tụi nó không có cái đầu, tụi nó không có cái tâm, nói chung là tụi nó không phải là con người mà. Ở đây ai cũng buồn, kể cả người trong nước, người ngoài nước, ai cũng có một cái sự buồn bã, xúc động. Và những cái chiến sĩ, những anh bộ đội hay là những người mà tham gia ra chống lại lũ lụt mà họ có bị cái tai nạn để mà họ mất, hoặc là hỏi ta mới xem tin tức thì mới thấy có một gia đình 6 người, trong đó toàn bộ gia đình bị lũ chôn vùi luôn, 6 người cả hết, toàn bộ xóa sạch luôn của nhà luôn. Thì nhưng mà nó không có biết thương, mà nó không có biết nhỏ một dòng gọi như là xúc động hay là nước mắt hay là bất cứ cái gì, nó vô cảm đến mức độ đi ở giống như kiểu như sắt đá vậy. Mình thấy mình biết nói làm sao cho nó đúng với cái từ, có nghĩa là họ nó gọi là súc vật hay chứ không phải con người. Nhiều khi ta coi những cái YouTube, những cái phim nhỏ nhỏ ngắn, hôm trước có một con chó nó cứu con nó còn bơi xuống sông, nó liều chết mà nó cứu Bác con ơi, nó. cháu trả lời cái con của con Eric Trump này. Mày đang ở nước ngoài, anh bảo mày từ cách đây 2 năm rồi, Eric Trump ạ. Bây giờ mày muốn đấu tranh cho người dân Việt Nam ấy, mày phải học cách ăn nói, cách cư xử, đặc biệt là câu từ, ngôn từ sử dụng đối với những cán bộ chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ. Không phải là chết mà là hy sinh nha, không phải là chết, Không cần đâu, đặc mày biệt không là cần đâu, tại vì chiến sĩ hiện nhiệm vụ. cái bản chất của tụi nó là vậy. Rồi bây giờ tao nói cho mày nghe nè, là tao nói cho mày nghe là cái bản chất của nó vậy, thì nó không, mình không thể nào mình nói nó nói tốt được cho người Việt Nam được. Mày hiểu tao nói không? Có nghĩa là mình không thể nào mình nói tốt, mày phải nói như vậy, mày phải nói kia, nó không có nghe đâu, kệ kệ nó, không quan trọng. Cái quan trọng ở đây tao muốn nói là tình người ở trong cái giữa lúc mà cái cơn hoạn nạn mà của người Việt Nam mình đang bị, mà vì vấn đề bạo lực đó. Cái điều này là cái điều không ai muốn, mà tất cả mọi người đều cảm thông trong cái vấn đề người dân của mình, thì ngược lại bọn nó lại gào lên và nó cảm thấy nó vui mừng. Mà tao mới thấy làm lạ lạ ở chỗ là nó vậy, nó không phải là con người, bởi vì nó một cái giống súc vật gì đó. Chứ không, mình miễn bàn tụi nó đi, là bởi vì nó có nhiều cái điều mà mình muốn nói ra, điều mà mình nói ra thì nó lại bây giờ ta đặt được học, ví dụ như có thân nhân của nó đi, người nhà của nó đi, người nhà của nó ở Đức với Đức Việt Nam đi đấy, là ở trong cái vùng bão lũ đi đó, thì nó nghĩ sao? Ở đây mình không nói nó cái vấn đề, bởi vì nó rõ ra cái khái niệm, cái vấn đề về yêu nước á, hoặc là thì nó không phải là người Việt Nam, nó một cách đôm nay như vậy đi, đó là một kẻ thù thế thôi. Còn bây giờ bắt kẻ thù mà gọi mình bằng cái danh từ tốt đẹp, mình làm sao nó gọi được? Thành ra mình miễn bàn tụi nó, mình chỉ nói là cái điều những cái lúc này đây á, thì người trong nước, người dân trong nước, tất cả mọi miền đất nước đều hướng về cái miền Trung bão lụt mà họ tang thương, thì họ sự đau xót và họ nhiều khi họ ngồi họ buồn, họ không muốn làm gì cả, họ đau xót. Và có những người và có cái gì làm ở đó, từ quần áo, thực phẩm, thuốc men cho đến tiền bạc, mỗi người có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, là cái điều chung tay xây dựng, cái điều mình muốn nói lên đi thôi. Còn cái đám này thì mình đừng có nói nữa, là bởi vì cái tụi này nó không phải là con người thế thôi. Là tụi này nó vô nó chọc máy, nó chọc phá thôi. Sẵn cái này đây thì mình mới hiểu được cái bản chất của tụi nó. Mày hiểu nó không? Hồi xưa giờ nó lý luận, nó tranh đấu, nó dân chủ, nó cái gì làm đủ trò trơn trọi, đâu có tốt đẹp gì đâu. Thế rõ ràng đây ngay giờ phút này cả nước đang đau buồn, thì ngược lại mà cái này không phải là do con người tạo ra mà do thiên tai, mày hiểu không? Vì cái chỗ đó hình ra không có đổ thừa được, nhưng mà ngược lại nó cảm thấy nó vui. Mày thấy có cái vụ có con người kỳ vậy, đồng loại chết mà đồng loại bị tang thương mà nó lại vui là sao? Nó có không hiểu nổi luôn. Thành ra mình coi xếp nó một có vào vào một cái loại gì, mình không không cần phải quan tâm cái điều đó. Thì ngày hôm qua nay tao cũng già rồi, lớn tuổi, có cái gì mình cảm thấy mình xót xót, hoặc là đại khái là mình thao thức, tự nhiên mình khó ngủ. Đêm qua tao thức 2 giờ sáng, 2 giờ sáng rồi bắt đầu tao không ngồi chợp mắt được. Lúc bên Việt Nam
sáng rồi sao cháu vào xem thấy cái tết của bác nó đêm nay sao khó ngủ vậy? Ừ đúng rồi, nó có nhiều vấn đề. Tại sao biết không, cái điện thoại tao nó cái tát tát, nó cứ báo cáo ở bên Messenger với lại báo cáo bác ơi bao nhiêu người chết rồi, tin này tin kia nó cứ dồn dập tới, là mình cái điện thoại nó cứ rung lên hoài. Tao thì không không có dám ở trong phòng tại vì bạn ngủ, tại vì đó tao phải ra ngoài ngoài phòng khách, cứ tát tát dồn lại mà thấy sót, cứ chút chút cái có cái tin, chút chút cái có cái tin. Tới 2 giờ tao mới tắt cái điện thoại, tao ốp phone, tao cúp luôn, tao mới đi ngủ được. À, đó là như vậy đó, hiểu không? Tức như là mình, tao là người ở ngoài nè, tao còn sót cái đường đó, tụi mình sót cho quê hương mình rồi. Mà biết là cái miền Trung đó là cái quê của nguyên quán của ông già tao, tức là mình gọi là nguyên quán là quê của ông nội tao ở Quảng, ông ở Quảng Ngãi, tỉnh huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thì chắc là mấy cái chỗ đó là banh ra rồi, rồi Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, banh ba tỉnh, ba bốn tỉnh, ba tỉnh đúng rồi, Thừa Thiên, Quảng Ngãi rồi Thừa Thiên, Huế này kia là tiêu hết. Thì cái đó mình sót rồi, sáng nay mới tin tức cũng dồn dập nữa thì mình thấy sót, mà cũng có những người vô cảm này, vẫn karaoke cũng ăn nhậu cũng này kia. Tao ghét quá, tao mới làm một cái tết mà tao nói thằng nào mà ăn nhậu mấy ngày này rồi bắt tao lóc hết, là bởi vì con người đó chính con người nó không có cái đầu óc gì cả, nó ngồi đó nhỡ nhơ cười hát trên cái sự đau khổ của người dân của mình. Tao thấy tao ghét, tao không thích, bởi vì nó chứng tỏ là con người nó không có tâm, thế thôi. Còn cái chuyện nó quyền tự nói thì nói vậy thôi, chứ còn quyền tự do cá nhân, con có quyền con ăn nhậu, con có quyền có tiền thì con có quyền con đủ làm trò. Nhưng mà nói như vậy để hiểu rằng là mình chỉ khuyên cái điều là mình hãy nói sự khuyên thì cũng đúng, nhưng mà chỉ nói cái điều là khi mà đất nước mà hiện giờ đang đau buồn thì cũng có những người mà vô tâm mà vẫn còn hát hò karaoke, viết một vài cái xe túi chơi thằng làm ở karaoke thời điểm này tao lóc hết, nói là nói vậy thôi chứ không biết nói sao hơn, rất là buồn. Thì mình nửa ngày này thì tao thấy có cái hay là ở Việt Nam mình tất cả các đẻo À, đường mày các cuối cùng ngõ đường mày vào cuối cùng. Tao ở sợ các mày ngõ quá, tao sợ mày Bích Thủy TV quá. Tao đang đợi Bích Thủy TV kiện tao đây để mệt còn quá, ba cái chuyện hăm dọa này đủ má cái sự quái đời tao thấy hoài, tao thất mệt thì như bây giờ tao nói sơ sơ là ở ngoài Hà Nội, chắc ở ngoài Hà Nội hoặc là ở ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có, ở dọc đường ở ngay chỗ quận huyện ở cấp phường xã đó, họ làm một cái băng rôn ở dưới, có mấy cái thùng, có thùng rồi gom gom góp thiện nguyện quần áo tiền bạc các cái rồi rất là hay, mà ai cũng bỏ vào luôn đó, nếu có ai có đi ngang qua chung tay góp sức về cứu trợ miền Trung. Còn tao nó khổ một cái là tụi này nó hèn mức độ, cái thằng nào mà muốn lên tranh luận thì cứ việc lên, tao kêu Dương Vy nó mời lên tất tần tật á, độ mấy Hoàng Tuấn Bạch cái gì đó, độ mấy chắc gì đại khái lên đi nói theo ý kiến của mày rồi tin tao trả lời, ngồi tao là lúc người nước tù ngoài dưới đấy, đấy. cứ ngồi bữa mấy cảm thấy là gòm còm đó, chứng tỏ khi còm như vậy chứng tỏ mày càng vô học, vô cảm, vô văn hóa, hiểu không? Bất đồng chính kiến thì việc lên mẹ đi nói chính kiến tôi là vậy, tôi là vậy, tôi là vậy, không đủ cứ ngồi mà chuyện này tôi là tào lao mà. Clip châm nó chửi bác này, ông đúng là hai hàng. Tao làm gì hai hàng rồi, mày chỉ nghĩ chữ hai hàng đó, mày ấy nghĩ đi, tao nói cho mày tại sao là hai hàng, tao làm gì hai hàng, tao giới thiệu cho mày biết nè, tao là ba que chính tống ấy nè, ba que chính tống á, rượu má chứ đéo phải là rượu hai hàng chó gì đâu. À, tao đọc cái còm của nó rồi thì cái con này thì nó cũng tao nói cho mày nghe nè, nó không hiểu về cái tâm lý người già, nó thẳng là tâm lý người già ở đây ai cũng lớn tuổi, ai có lớn tuổi thì hiểu được cái tâm trạng đó. Thí dụ tao nói cho mày nghe một cái đơn giản thôi, thí dụ là trường hợp mấy con còn trẻ đó, những cái chuyện mà con bực mình ở trong trong một ngày đó đó có thể con sẽ qua đi, ví dụ như con cái nó gây lộn hoặc là nó có cái gì mà nó bất hiếu hoặc nó trả lời mình thì có thể hồi còn trẻ thì có thể là bỏ qua, nhưng khi anh càng lớn tuổi chừng nào thì lại nó lại đưa ra trong cái đầu của người già rất ư là mệt mỏi. Nói một cách đơn giản, người già rất là khó ngủ, đã khó ngủ nhưng mà có một cái chuyện gì đó mà cảm thấy mình bức xúc hoặc là mình buồn phiền thì tự động đó, cái sự khó ngủ nó càng tăng cao. Nếu con có cha mẹ, những người nào mà có cha mẹ lớn tuổi đều hiểu cái điều đó cả. Còn ở đây ta nói với mày là ta không thương nước thương dân gì cả, ta không thương nước thương dân cả bởi tao ở nước ngoài, nhưng mà tao là con người, khi tao nhìn về quê hương của tao tao cảm thấy cái thảm cảnh đó, mày hiểu không? Ở đây là thảm cảnh, cho nên vì chỗ đó tao mới xúc động và tao cảm thấy tao
bức rứt và tao khó ngủ thế thôi. Còn cái chuyện thứ nữa, còn tao xin lỗi mẹ nha, mày nói tao sai, mày nói cái gì cũng đều hụi hè kia cờ bạc là mày sai người rồi. Tao từ hồi nhỏ tới lớn tao không biết đánh bài mà tao không biết chơi hụi luôn. Tao ghét nhất là cái cờ bạc, tánh tao là từ xưa giờ người thân của tao tao không ưa, với là người nào mà dính líu tới cờ bạc đen đỏ là tao không ưa. Từ cơ mà từ bộ bài ba lá, bộ bài cào ba lá mà tin không, tới bây giờ mà tao không biết là chơi đánh bài như thế nào, tao không biết đánh bài, tao không biết vô casino. Vấn đề cờ bạc đối với tao là coi như là miễn nhiễm, hiểu không? Vậy là mày sai người rồi đó. Tao giải thích gì mày đúng bà nào? Hả, sao bác có biết bà Mai là bà nào không, mà nó bảo là bác chơi hụi với bà Mai? Không, tao đâu có biết bà Mai là bà nào đâu. Bác ở đây là bác ở nước Mỹ này, là bác coi như là bác độc lập, bác một mình, bác không có chơi với ai chứ. Bởi vì bác có tâm niệm rằng cái điểm thứ nhất á, là cái tiểu bang của bác là ít người Việt. Cái thứ hai nữa là nó lạnh lắm, mày hiểu không? Bên này là bên ngoài ngoài trời là coi nó sáng trưng vậy đó, nhưng mà nó là 30 độ F, 32 độ F á, là thành nước đá, là bằng 0 độ C. Mà nó là 30 là nó âm 2 độ hoặc là 3 độ C, âm 2 độ ra. Nó mà nó không có tuyết. Bữa nay là mới vào thu thôi đó nha, mà nó đã lạnh vậy rồi, lạnh kinh khủng. Từ đó vì chỗ đó giữa người Việt á, thường họ đi kiếm một chỗ ấm ta ở, không ai ở. Còn tao đây tao cảm thấy tao thoải mái, ở mấy chục năm mà nó quen mẹ rồi. Bữa hôm nào năm nào mà nó không có tuyết mà cảm thấy nó buồn buồn rồi, tao đánh qua cái vụ đó. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai là ở đây rất hiếm. Nói chung là không có riêng tao đâu, mà tất cả những người Mỹ ở nước Mỹ là như vậy. Họ ít khi nào có bạn bè lắm, là bởi vì cái đời sống bên Mỹ là cái đời sống công nghiệp, còn hiểu không? Không ai chơi với ai được cả. Mày về là tao vô ca là mày vô. Thậm chí trong gia đình là mày biết, hồi xưa cách đây khoảng mấy 20 năm, bà xã tao với tao nhiều khi cả tuần lễ không gặp mặt. Ở chung một nhà vợ chồng mà không gặp mặt được, là bởi vì bắt tao đi làm ca đêm, bà ấy làm ca ngày, rồi mấy đứa nhỏ đi học tự động đi hết trơn. Tôi ra về nhà, hay tao về nhà tao ăn ba miếng xong tao leo tao ngủ, tao ngủ xong lúc đó bà đi làm mẹ rồi. Đồ tao bắt đầu tao dựng đầu tao đi làm thì bà bắt đầu bà đi về, nó khổ vậy. Tôi ra vì chỗ đó ta không có gặp mặt, thành ra nó cô ở đây nó ấy lắm, không có chơi với ai cả, mà tao cũng chẳng biết ai bà Mai nào, toàn là đặc điều nó xạo không à, hụi hè vậy đây, tào lao có ghét. Tao đã nói mày rồi, mày muốn cái chuyện gì thì mày lên diễn đàn nè, thằng nhân viên nó sẽ mời mày lên. Mày không thích tao điều gì, mày không thích tao điều gì, mày nói là cái sai của tao, tao nói vậy là sai xiết rồi đó. Rồi mày lên mày nói, rồi tao phản biện lại mày. Ok, ở đây có rất là đông người, 34 người, chứ không phải riêng mình tao với mày đâu. Giờ bỏ qua cái chuyện đó chút xíu, tao bàn bàn cái này. Tao cũng nói bên đây chuyện hồi sáng, tao vui vui, tao nói bên chuyện nhàn lưu ly rồi. Ngày hôm nay á, ông Trump muốn xuống phía bên California để mà ông vận động tranh cử. Cái điều đó là tao không có nói, ai cũng vậy, ở đây ai cũng... ở đây thì ai có quyền tự do, ai muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, ai muốn bầu ai bầu, cái chuyện đó ta không muốn nói. Nhưng mà tao cười là cái chỗ này nè, những người nào mà được một bức hình mà chụp với ổng á là tốn 50.000 đô. Má, tự nhiên tao nghe tao muốn chửi thề. Đối với cái số tiền 50.000 đô đó mà được một bức hình vô tri vô giác chụp với ông đó, đem về nấu thuốc bắt mà uống nó đụng không bổ béo cái mẹ trên trời, chẳng được làm gì trên trời. Mà trong khi đó mày nghĩ có 50.000 đô đứng kênh chụp cái cạch rồi xong rồi ra 50.000 đô, mày có tin vậy không? Thì tao thấy nó có chuyện, đây là tao nói về cá nhân của tao thôi nha, tao không muốn nói chính trị với em với mẹ. Nhưng mà có những người lợi dụng cái điều đó sau này, thấy chưa, tao chụp tổng thống nè, tao sẽ có vậy là bắt đầu đi lừa gạt ha, đi tao sẽ có đó vậy, thì bị đó lợi dụng chụp hình chung á. Nhưng mà tao thì tao thấy tao cười quá, tao nói đùa mà chụp bức hình mà tốn 50.000 đô, đùa mà. Còn mua vé vào mà để ngồi mà để một cái ba điện bóng là 2.800 đô. Tao nói thành ra việc cái bầu cử đây là vì tiền, mày thấy rõ ràng rồi đó, chữ tiền trên đầu, chứ nó không phải vì dân chúng, nó không phải vì cái sự đòi hỏi mà công bằng cho người dân, họ không biết thương dân, nó thẳng là vậy, rõ ràng nó lòi ra. Ý tao muốn nói cái điều này là gì, bởi vì tiền đó, bầu cử tao nói vậy là mày hiểu không, tất cả là vì tiền đó, chứ không phải kiểu như mà trưng cầu dân ý hay là về bỏ phiếu gì đây kia được. Thành ra cái nền lập pháp của Mỹ là vậy, cái thằng nào nhiều tiền hơn lần đó thắng thôi đó, vậy là khổ. 2.800 đô cộng với 500 đô là 3.300 đô, 3.300 đô là
cứ ngàn đô tính chẳng cho coi như là 20 triệu đi, 23, bữa nay là gần 25 triệu rồi, nhưng mà không biết là nhiêu, nhưng mà cho mẹ cho nó dễ tính. Cứ trung bình là 23 triệu, 60 triệu, đại khái 23 60 triệu đó, đã tương. là 6, 23 là 6. À, gần Ghê 70 không? triệu. Hơn 70 triệu. Ừ. Tao nói cho mày, cái đó là cái vé vô cửa để mà ăn tiệc với ổng Quý ra. quá. Nhưng mà tôi nói cho mày nghe, đâu phải đơn giản vô đâu, vô là phải xét về security rồi background, tất nhiên là phải xét về sơ yếu lý lịch của mày, coi có gì không, rồi an toàn mới được quyền mua vé. Mua vé vô để ngồi để mà ăn chung trong cái ba đì thôi, chứ không phải để nào rồi ai muốn chụp hình chung mà đứng đứng kế ổng mà đi chụp hình 50.000 đô. Tao thấy thích, tao cười quá, đâu có tiền, đồng tiền đó đối với tao không bao giờ có, never có, không bao giờ có những cái chuyện xảy ra, một sen cũng không có được nói gì. Bởi vì cái số tiền đó nếu mà tao có thì tao đem về tao làm từ thiện ở quê hương tao sướng hơn, đúng không? Tao nói ngay thôi. Bởi vì nó phung phí 50.000 đô là 1 tỷ rồi, 1 tỷ mấy rồi. Đó 100 ngàn thì tao đô thấy nó 50.000 đô chỉ một được được một bức hình thôi, một tờ giấy có cái hình tao với ông Trung thí dụ là vậy, tốn 50.000 đô, đối với tao không có một sen. Ok, ê, tao nói mẹ một sen đó, đừng giỡn, bởi tao thích tức không? cười Ông chỗ Tu là á, nếu mà về Việt Nam mới muốn xin chụp hình với con á, chưa chắc con đã cho ông chụp hình con đó. thì đúng rồi, cái đó là mình là mày nói ngược, nhưng mà thôi kệ đi, tại vì mình có cái tự hào của mình có cái tự hào mình là người Việt Nam thế thôi. Và tao chỉ trách là đây là có những con người, tao trách đây là có những con người đồng bào mình mặc dù thù địch hay là ghét bỏ gì mình cũng biết, nhưng mà mày nhớ là nó là báo đỏ da vàng, vì hiện giờ đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, nó đã không thương thì thôi, nó không thông cảm thì thôi, nó còn đem ra nó gọi nó bêu riếu nó chửi rủa. Có câu ông cha ta nói thường thường, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, mà nó nói tao giả bộ. Ủa mấy con người nó bẩn, cái bản chất của nó như vậy thì mày nghĩ nó là con gì? Không ai trên đất nước mình mà không buồn cả, không phải riêng tao. Mày hỏi Dương Vy nó có buồn không, mà hỏi tất cả mọi người trên dưới này có buồn không, nhưng mà có nỗi buồn của mỗi người đó, thể hiện mỗi cách, mày buồn mày khác, mày làm khác, còn tao buồn tôi làm khác. Có nhiều đứa nó buồn ra đốt nhang đủ thứ lắm, từ cái cách của mỗi người thể hiện nó mỗi khác nhau. Mày bắt tao phải theo mày là sao? Không lẽ tôi ngồi tôi cười khạc khạc giống như điên giống như mày á hả? Nó quái đản, tụi này nó có những cái suy nghĩ mày thấy rõ ràng, nó kỳ cục như vậy. Tao không hiểu nó như là con người hay là con vật. Thì ok thì bắt lên bắt nói như vậy đó. Còn nếu mày ngon thì mày cứ giật lên, thì Dương Quý nó mời mày lên. À, Mày muốn chê trách cho tao cái hỏi bác gì? thêm một cái này, thêm một xíu thôi. Bác có thấy cái hình ảnh cái quan tài ở bên nước Mỹ nó trôi lũ lụt trôi lềnh bềnh ở trên sông mà có ai vớt không? Đâu có cái đó, Có đâu thấy có có cô lực đội lượng đâu, nói chung là không không? có ai. Tao nói mày rồi, cái người dân Mỹ họ vô cảm lắm, chuyện ai nấy làm, họ chỉ có biết một cái điều là họ bắt là vò lên và họ kêu một là cứu quả, hai là chín một bọt thôi, ngoài ra không có ai mà kiểu mà chung tay theo kiểu như ở Việt Nam hay đâu. Việt Nam mà là chung tay nó khổ, bởi nó có cái sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng xã hội, mày không? Còn người Mỹ thì không, họ dựa dẫm vào chính phủ, cái gì cũng chính phủ, cái gì cũng 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 lính cứu quả, cái gì cũng lính cũng muốn lính đó. Thế cho nên vì đó nó không có cái sự liên kết gắn bó ở cái xã hội là biết thông cảm nhau. Tôi nói một cách đơn giản cho mày hiểu là ở Việt Nam nhà mày hết gạo, nhưng mày qua bên cái nhà kế bên mày, mày nói ê cho tao mượn 5 lon gạo hoặc là 1 lít gạo đi, bây giờ tao nấu ba tao trả. Ok được, thằng kia nó có thể cho mượn 3 4 ngày cũng được. Mỹ không có đâu con, không có vụ đó. Miễn mày đó chết mẹ mày, ráng mày chịu, không có con miệng mà vụ mà đi qua mượn gạo ra, nói vậy có đơn giản có. Tao có câu nói tao đúng không, y chang vậy. Thì ra cái sự mà gắn bó trong cái sự xã hội nó không có cái tính tính cách là tương thân tương trợ. Nói thì hở ra cái nói tao nói cái gì nó không có cái tình hở cái gì. Đúng rồi, đủ an sinh xã hội đầy dẫy rồi mới cần, không tao không cần an sinh xã hội, an sinh xã hội là phải có là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng ý tao muốn nói là cái tình làng nghĩa xóm ở đây, cái sự thân ái tương thân tương trợ của con người và con người không có. Ok Dạ, đó, bây giờ mày ok. mời nó lên, cái con mà nó chửi tao đó, mời nó lên để nó nói xong rồi tao lên tao nói. Ok mày muốn thì mày lên mày nói, còn nếu mày không lên mày đừng có nói, mày đừng có phát ngôn bừa bãi. Ok Dạ. Cảm rồi ơn bác. rồi.